Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Muôn Màu V-League, kênh dành cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam nói chung và những câu chuyện hậu trường thú vị về các ngôi sao bóng đá Việt Nam. Kevin Alves, con trai của cựu cầu thủ Huỳnh Kesley Alves, dù còn nhỏ tuổi nhưng đã chứng tỏ khả năng chơi bóng ấn tượng của mình. Huỳnh Kesley Alves là một cầu thủ quá đỗi quen thuộc với bóng đá Việt Nam. Cầu thủ nhập tịch đến từ Brazil có hơn 10 năm chinh chiến tại V-League và đã trở thành một trong những cầu thủ thành công nhất giải đấu. Năm 2019, anh quyết định giải nghệ sau khi đoạt ngôi Á quân cùng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Dù đã nghỉ thi đấu nhưng bóng đá vẫn là dòng máu chảy trong huyết quản gia đình Kesley. Trong đó, nổi bật nhất là cậu cả Kevin với khả năng chơi bóng được biết đến từ khi còn bé. Kỹ thuật cá nhân ấn tượng, khả năng dứt điểm tuyệt vời khiến ai khi chứng kiến cậu bé chơi bóng đều không khỏi bất ngờ. Nhiều người còn nhận định nếu được đào tạo bài bản, cậu hoàn toàn có thể trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp trong tương lai. Huỳnh Kesley Alves cũng rất thích thú điều này. Anh cho biết Kevin đã yêu thích bóng đá từ nhỏ. Cậu thường xuyên chơi đùa với trái bóng mỗi khi có thời gian rảnh. Vậy nên sẽ rất thú vị nếu cậu có thể nối nghiệp bố trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Đặc biệt, cựu tuyển thủ Việt Nam cũng hy vọng con trai của mình cống hiến cho đội tuyển nếu có thể. Con trai tôi chơi bóng cho đội tuyển Việt Nam ư, cũng có thể chứ. Nếu tài năng của cậu bé được phát triển và bóng đá Việt Nam thay đổi, tôi nghĩ viễn cảnh đó hoàn toàn có thể xảy ra, Huỳnh Kesley Alves chia sẻ. Hiện tại, bé Kevin đang chơi bóng cho lứa U13 Học viện bóng đá Juventus Việt Nam. Cậu bé để lại ấn tượng với người hâm mộ, với rất nhiều pha xử lý bóng ấn tượng thông qua các clip được chia sẻ trên mạng thời gian gần đây. Bên cạnh đó, cậu còn có năng khiếu trong lĩnh vực DJ và âm nhạc. Agora é chapar, ó. Olha lá, ó. Vai. Olha lá, ó.
Nếu cảm thấy video này thú vị thì đừng quên nhấn nút subscribe cho kênh YouTube của chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.